Welcome to our lesson. Chào mừng các em đến với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Before starting the new lesson, I would like to warm you up. Trước khi bắt đầu bài học mới, chúng ta hãy cùng nhau khởi động. Are you ready? Các em đã sẵn sàng chưa? Look at the pictures and answer the questions. What occasion do each of the following pictures remind you of? Mỗi bức tranh sau đây gợi nhớ cho các em dịp gì? What do people often do on these occasions? Và người ta thường làm gì vào những dịp này? Now look at the pictures and give me your answers. That's right, Christmas, Giáng sinh. Weddings, đám cưới. Mid Autumn Festival, Tết Trung Thu. Easter, very good, lễ phục sinh. Birthday, sinh nhật. Mother's Day, ngày của mẹ. Perfect. Of course, on the occasion, people often give gifts. Dĩ nhiên, trong những dịp này, người ta thường tặng quà. In our lesson today, we will learn about gift-giving custom in the UK and the American and the Vietnamese idea of success. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về phong tục tặng quà của người Anh và quan điểm của người Mỹ và người Việt về sự thành công. Unit 7, Cultural Diversity, Communication and Culture. Decent, high status, vocabulary, income, prosperous, reliance, respect, involve, after me. Các em hãy lắng nghe và legally. Decent, decent. High status, high status. Prosperous, prosperous. Reliance, reliance. Income, income. Respect, respect. Involve, involve. Stocking, stocking. Legally, legally. Very good. Part 1, communication. Open your book, page 23. Read some information about gift giving in the UK. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 23, đọc đoạn văn và tìm hiểu về phong tục tặng quà của người Anh. Task 1. Complete the table and practice talking about gift giving custom in Vietnam and the UK. Các em hãy điền những thông tin còn thiếu vào bảng. Và luyện tập nói về phong tục tặng quà ở Việt Nam và ở Anh. As you can see, in Vietnam, people often give a present on some special occasions such as State Holiday, Mid Autumn Festival, Children's Day. Như các em đã biết, người Việt thường tặng quà vào các dịp đặc biệt như là ngày Tết, Tết Trung Thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi. And their presents are lucky money, mooncakes and lanterns, candies and fruits. Và quà của họ thường là tiền mừng tuổi, bánh trung thu, đèn lồng, bánh kẹo và trái cây. And how about in the UK? Let's check your answers. Christmas Day, Santa Claus presents. The 18th birthday, a silver key. Easter days,
chocolate eggs. Mother Day's chocolates and flowers. Now look at the information in the table. Practice talking about the similarity and difference in gift-giving custom between the UK and Vietnam. Bây giờ các em hãy dựa vào những thông tin đã có ở trong bảng, hãy luyện tập nói về sự giống nhau và khác nhau trong phong tục tặng quà giữa người Anh và người Việt. Here are examples for you. Đây là những ví dụ dành cho các em tham khảo. Dựa vào ví dụ này, các em cũng có thể tự luyện tập thêm ở nhà. Những từ màu đỏ là những từ mà các em có thể thay thế để tạo ra một bài đối thoại mới. Example 1. I don't get presents on Christmas Day, but I get lucky money on New Year's Day. Oh, really? I get presents on both Christmas Day and New Year's Day. Lucky you. Example 2. Do you give a present to your mother on Mother's Day? No, I don't. But I give her flowers on Women's Day. I do too. Về nhà các em nên luyện tập thêm để mình có thể nói trôi chảy hơn. Bây giờ cô trò mình cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo. Let's move to the next talk. Talk 2. In the past, we have to put the gender plural and phrases to make questions about giving and receiving present and then practice asking and answering the questions. Ở bài này, nhiệm vụ của chúng ta là sắp xếp những từ này thành một câu có nghĩa, sau đó rồi trả lời các câu hỏi này. Trước hết, chúng ta cần nhìn xem cấu trúc của một câu hỏi như thế nào. Here is the structure of a question. Question words, auxiliaries, subject, verb, the rest of the sentence. Đây là cấu trúc của một câu hỏi. Câu hỏi được cấu tạo bởi từ để hỏi, trợ động từ, chủ ngữ, động từ và phần còn lại của câu. Ví dụ như là tân ngữ hoặc trang ngữ chỉ nơi chốn, thời gian hoặc cách thức. I have an example. Các em hãy quan sát ví dụ sau. How often do you give a present to your parents? How often is question words do, auxiliaries, you, subject, give, verb, present to your parents the rest of the sentence. Is it clear for you? Now let's do our task. Dựa vào cấu trúc chung của một câu hỏi, chúng ta hãy sắp xếp những từ đã cho thành một câu hỏi hoàn chỉnh. Bây giờ các em hãy dành thời gian để làm bài tập 2, trang 23 sách giáo khoa. Here are my suggested answers. Sau đây là gợi ý của cô. 1. Who do you often buy presents for? 2. On what occasion do you buy presents? 3. Which shop do you usually go to when you are shopping for presents? 4. What's the most expensive present you were given? 5. On what occasion do you receive a present? 6. What present do you normally get? 7. What is the best present you've ever received? Now, let's practice answering the following questions. Bây giờ chúng ta hãy luyện tập trả lời cho các câu hỏi này. Sau đây là một số câu trả lời gợi ý của cô. 1. Who do you often buy presents for? Bạn thường mua quà cho ai?
I often buy presents for my younger brother and my friends. Tôi thường mua quà cho em trai tôi và bạn của tôi. 2. On what occasion do you buy presents? Bạn thường mua quà vào những dịp nào? I buy presents on special days such as birthday, International Women's Day. Tôi thường mua quà vào các dịp đặc biệt như là sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ. How about the answer for the question number 3? Which shop do you usually go to when you are shopping for presents? I usually buy presents in souvenir shop or commercial centers. Tôi thường mua quà ở những quầy hàng bán đồ lưu niệm hoặc những trung tâm thương mại. Move on to the next questions. Fourth, what's the most expensive present you were given? It's a watch for my brother on his birthday. Món quà đắt giá nhất mà cô đã tặng đó là một chiếc đồng hồ cho em trai cô vào ngày sinh nhật của cậu ấy. How about the next? On what occasion do you receive a present? I often receive a present on my birthday. Vào những dịp nào thì cô thường được nhận quà? Cô thường được nhận quà vào dịp sinh nhật của mình. Next, what present do you normally get? I normally get flowers and books. Bạn thường được nhận những món quà gì? Tôi thường được nhận hoa và sách. And the last, what is the best present you've ever received? The present I love most is a smartphone my father gave me on my birthday. Món quà mà tôi yêu thích nhất đó là một chiếc điện thoại thông minh mà bố của cô đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật của mình. Các em có thể tham khảo các câu trả lời trên và tự luyện tập thêm ở nhà. We have talked about gift-giving in the UK and in Vietnam. Now, let's move to the second part of today's lesson. We are going to find out another aspect of cultural diversity. Chúng ta vừa nói về phong tục tặng quà ở Anh và ở Việt Nam. Bây giờ hãy chuyển sang phần thứ hai của bài học ngày hôm nay. Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu một khía cạnh khác của đa dạng văn hóa. Success for the Americans. The American idea of success has not changed much over the several centuries of its existence. First, success has always meant providing their family with a decent standard of living. Second, as for career development, success means ending their career in a higher and more prosperous position than when they began it. To an American, it is clear that success is the result of hard work and self-reliance. Success for the Vietnamese. For many people, the idea of success varies greatly. However, the Vietnamese share some common views about personal success. First, success always goes along with a high-status job with good income. Second, being respected at work also means success. To a Vietnamese, a successful person is someone with high status and is supported by all people involved in his job. The time is up. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chữa bài. For the first question, what is the American idea of success? Đối với câu hỏi đầu tiên, quan điểm của người Mỹ về sự thành công là gì? Chúng ta hãy tìm thông tin liên quan đến câu hỏi này trong bài. Những thông tin liên quan đã được cô gạch chân. Như vậy, chúng ta có thể trả lời câu hỏi này như sau. For Americans, success means providing their family with a decent standard of living.
and ending their career in a higher and more prosperous position than when they began it. Success is also the result of hard work and self-reliance. Thought 3. Complete the table and answer the question. Hãy hoàn thành bảng sau và trả lời các câu hỏi. In this chart, you must find the relevant information in the reading passage and then fill in the suitable column. Ở hoạt động này, các em cần tìm những thông tin liên quan trong bài đọc, rồi điền chúng vào bảng. Let's complete the table first. The first idea of success of the American is providing their family with a decent standard of living. How about the second? It's ending their career in a higher and more prosperous position than when they began it. How about the Vietnamese idea of success? Yes, it's going along with a high status job with good income. Being respected at work also means success. Prosperous. Moving on the next questions. Who can be considered a successful person in Vietnam? Câu hỏi tiếp theo. Một người như thế nào thì được coi là người thành công ở Việt Nam? Cô mời các em cùng nhìn lên màn hình để tìm thông tin liên quan. The answer for this question is for Vietnamese, success goes along with high status job with good income and respect at work. The last question. What are the similarities, differences between the ideas of success in the two cultures? Câu hỏi cuối cùng như sau. Đâu là sự giống nhau và khác nhau giữa quan điểm về sự thành công trong hai nền văn hóa? Dựa vào thông tin mà các em vừa điền ở bảng trên, chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi cuối cùng này như sau. Both the American and Vietnamese associate success with earning a lot of money. Successful people in both cultures are expected to have a high position in their career. The Americans rely more on themselves, why the Vietnamese expect more respect from other people. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu về văn hóa tặng quà của người Anh, học từ mới liên quan đến chủ đề tặng quà và quan điểm về sự thành công. Sau đây là bài tập về nhà của các em. Homework. Learn vocabulary by heart. Học thuộc lòng từ mới. Write a short paragraph from 100 to 140 words about gift-giving custom in Vietnam. Các em viết một đoạn văn ngắn khoảng 100 đến 144 về phong tục tặng quà ở Việt Nam. Prepare for the next lesson. Unit A, Getting Started.
Chuẩn bị cho bài học tiếp theo, Unit 8, Getting Started. That's the end of our lesson. Goodbye and see you next time.